chùm này nè. Tiết cái đóng hết rồi cả nhà thấy không? Ra là giờ phải ra cặn tiết. Ra chết. Hết rồi thấy không? Trắng hết xịt. Nhà thấy không? Tiết chỉ còn mấy tiếng đồng hồ thôi là tiết nó xuống cái là bút xe luôn á. Trống cứ ngắt luôn nè. Hơi nó mang đôi về này với mang đôi về kia là chết rồi. Nè xem. Đâu rồi? Xe đậu bên kia rồi. Hơi nữa mình mang đôi về này. Chứ mình mang đôi về kia là xong rồi. Nè. Gì cui luôn. Ây da. Ôi, đây nè, nước không. Cả nhà thấy không? Nè. À giờ dưới chân mình á cả nhà, chân mình nè toàn nước đá không à. Nè. Rồi xe mình nè. Cũng hên xe mình đậu ở đây cũng đỡ. Nè, nước đá đóng xe nè. Ý da. Hên xe mình đậu dưới cây đỡ. Ý, nè, đá đóng. Ý, chỉ cần 1-2 tiếng đồng hồ thôi là cả nhà thấy là nó khác liền. Để mình nổ máy xe cái cho nó lấy cho nó nóng cái. Ok, cho cả nhà coi nè, tiết nè, đóng nè. Nghe thấy không? Chỉ còn 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng thôi là nó khác liền đó cả nhà nè. Ok. Để hôm nay mình đó, mình quay cái tiết cho cả nhà coi nè. Bắt đầu là cây hôm nay là cái cây tiết này là nhiều nhất nè. Mấy bữa thì nó ít. Ok, giờ mình lên xe mình đi thôi cả nhà. Giờ về thôi. Ta đi cào tiết nè. Xe mấy xe đi cào tiết á. Chỉ cần mấy tiếng đồng hồ thôi là nó thay đổi khác. Thấy xe trước cả nhà thấy không? Xe trước nó đóng theo. Bệt bệt trên đó kìa. Xe mình hồi nãy mình hên cái mình đậu ở dưới gốc cây á. Thành ra nó đỡ. Hết luôn ha. Chỉ cần 1-2 tiếng thôi, hồi nãy thì không có đâu, mới 1-2 tiếng cái nó ào xuống liền. Có mưa chung ở trọng thì mình đỡ lạnh. Có mưa ở trọng đỡ lạnh, còn không có mưa nó lạnh dữ lắm. Giờ ở đây là mình chờ đèn xanh đèn đỏ. Ở trước mặt mình là cái ga metro á. Mình giờ mới dưới đường vậy chứ nó đóng một cái lớp nước dày lắm ở dưới.
mình, tại mình thấy nó không màu trắng nhưng mà nước không, mình bóp mình đi xuống dưới cái mình nó nhịp 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 dưới đó. Nước không đó. Một lớp dày lắm, cỡ phân hai phân đó. Trước đó có một tiếng đồng hồ mình thấy bình thường, phủi phủi bụi tiết vậy thôi. Tiếc không, tiếc quá trời tiếc, nó lấp phủ hết trắng hết hai bên đường. Ở trong camera mình chạy xe thì mình thấy nó vậy chứ ngoài là nó trắng hết. Ý chà, không trắng hết, chỉ cần mấy tiếng đồng hồ thôi là nó thay đổi liền. Bớt rồi đó, tiết bớt rồi đó. Phủ một lớp nhiều lắm rồi, giờ bớt rồi. Trắng trời. Cái bớt, bớt tiết. Ở dưới đường vậy đó, mình thấy vậy đó, một lớp tiết nó vậy dưới là, trước mặt mình kìa. Ở cái nhà thấy trước mặt mình không? Đường nữa. Đó nó bít nguyên cái đường bên tay phải mình thấy không, bên cái đồi nhỏ đó. Tiếc không đó, bên tay trái mình xe hơi nữa, phủ hết xe hơi luôn ha. Chỗ bán xe hơi này nó phủ hết đầy hết. Đó nhiều không? Không, xe hơi bên tay trái đầy hết trơn, phủ bít xe hết. Đó đường đi nè. Rồi, đây, mình bị vướng xe mê thô rồi. Ở nhà thấy không? Vướng xe mê thô rồi đó. Chung thì ngồi trong xe thì nó đỡ, tại xe mình có máy nóng, mình mở cái máy nóng lên nó đỡ lắm. Ra ngoài thì lạnh. Ngồi trong xe phải đeo bao tay, nãy ra đường phải đeo bao tay, đeo lạnh gì đó. Rồi. Mình chuẩn bị chạy. Cả nhà thấy không? Trắng xóa hết đường đi luôn, thấy chưa? Đẹp dễ sợ, một màu trắng luôn, quá đẹp. Sừng trắng trắng phiếu quá đẹp, quá là đẹp quá cả nhà. Bên tay trái để lát mình qua đây mình quay cho cả nhà coi, quá đẹp luôn cả nhà.
Ở đây là vậy đó, mình muốn quẹo là phải chờ, chờ cho xe không còn xe mình mới được quẹo. Bây giờ mình có quyền mình chạy nè, chẳng hết luôn cả nhà này, chẳng thiếu hết nhà này. Giờ mình vô bãi rồi cả nhà, coi trong bãi xe mình trắng hết luôn cả nhà thấy không. Trắng hết luôn cả nhà thấy chưa, cái sân cỏ hổm màu xanh nó giờ thành màu màu trắng hết luôn. Vô chuồng, à vô chuồng cả nhà ơi.